Hôm nay giới thiệu các bác chiếc Ampli Sansui 2000. Dòng này thì nghe nhạc vàng rất là tuyệt vời, nhất là các bác ghép vào những cái dòng loa cổ đấy, căng võng rồi những cái dòng căng mắc cáo như CS, những cái dòng CS của PNR 77A, 88A. Thậm chí nếu mà nghe du dương nhỏ nhỏ các bác nghe 99A cũng được. Đây là con Sansui 2000 vỏ gỗ. Các bác nhìn hàng của em về tuyệt vời không? Đây là một con Ampli cổ các bác nhá, cổ luôn đấy. Nếu mà các bác nhìn nó tôi giữ gì như này đấy. Và quan trọng nữa là cái chất âm của nó rất là hay, dòng này chạy sọt sắt. Em đang ghép với cặp Infinity của Mỹ này đấy. Dòng những cái dòng mà em chia sẻ các bác rồi là những cái dòng vỏ gỗ sọt sắt và những cái dòng mặt phay nhôm này này, thì nó đánh kể cả loa cây rất là đánh cũng tốt. Đây này, em cho các bác xem cái sọ của nó nhá. Dòng này nhìn sọ nó khá là dễ. Đây, sọ sắt đây này. Đấy, các bác có thấy hai cái vít này. Đấy, đấy sọ sắt Sansui 2000 nha các bác nhá. Đấy. Power Ampli là công suất là 150 VA. 150 VA thì tương đương với cả 150W. V đó là volt, còn A đó là ampere. Volt ampere, 150 volt ampere thì đó là tương đương với cả 150W. P bằng là U nhân Y mà. P là công suất, U là hiệu điện thế, Y là cường độ dòng điện. Đấy, thì tức là người ta biết là volt ampere thì mình cũng có thể hiểu là watt. Đương nhiên là với những cái dòng Ampli cổ nha các bác nhá, thì nó chỉ đến công suất như vậy thôi, mà đấy là công suất tiêu thụ nhá, không phải công suất ra loa. Công suất ra loa các bác sẽ lấy 150W nhân với cả 0.7. Dòng này là dòng class AB mà. Thì các bác nhân với cả 0.7. Đấy, thì nó ra khoảng độ 105W, tức là mỗi vế nó khoảng 50, hơn 50W một vế. Và Ampli cổ như thế là tốt rồi. Đấy. Dòng này nó thiên về cái chất, thiên về phần âm sắc. Những cái phần âm sắc của những cái dòng sò sắt, những dòng phay nhôm thì rất là hay. Và đánh được đa dạng dòng loa, không cứ gì phải loa cổ. Đấy. Còn những cái dòng đời sau này thì chủ yếu người ta chuyển, người ta làm sò than. Một trong lý do người ta làm, đấy là cái gì các bác biết? Đấy là cái chi phí, cái dây chuyền công nghệ và cái những cái gọi là tính năng mọi cái thì nó làm sọt than nó dễ xử lý hơn. Đấy. Sản xuất hàng loạt rồi thế này kia, những cái âm thanh nghe nhạc là chủ yếu nó chạy sọt than. Nếu mà cần khỏe, cần lực đấy, và cần gọi là độ sắc thì người ta hay dùng sọt sắt. Các bác để ý nhá, em vặn âm sắc này cho các bác xem nhá. Nó để ý, nó lên rất là rõ rệt này. Em cho to đã. Bài step này. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Các bác thấy chưa? Tức là nó lên biên độ cực kỳ rộng. Mặc dù chiết áp, test và bass của những cái dòng này nó đều như dòng khác. Tức là vặn gần đấy, cũng vòng gần đấy. Chưa hết một vòng đâu. Ampli chiết áp có thứ nó không hết một vòng đâu, nó chỉ khoảng độ một phần, khoảng độ mấy nhỉ, khoảng độ 5/6, khoảng độ 8/9 của vòng, một vòng tròn thôi. Đây, từ đây đến đây, đây từ đây này đến đây này đấy. Mà cái âm sắc của nó, cái biên độ, cái chiết áp của cái âm sắc của cái dòng này nó rất là hay đấy. Cho đây là nghe nhạc vàng nó mới tí tách. À, các bác nghe thử là em ghép với loa Mỹ nhá. Từ lúc quên nhau chưa nói một lời, tỏ tình ta mê. Rất là đẹp, con số tuyệt vời luôn. Mặt gần như không có vết xước. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước riêng mình bên lâu. Và nghe ơi gió
các bạn, rộng như này thì nó rất là có lợi thế nhé. Ví dụ như với cặp này của em, bản thân cái cặp Infinity ấy, mùa nam này nhá, thì cái phần giải cao nó rất là tốt rồi. Cho nên các bác, với âm ly này các bác nhích một tí thôi, nó lên rất là nhiều. Nhưng có những cái cặp loa thì cái giải nó rất là hẹp và nó lên nó sẽ kém hơn. Thì có những cái con âm ly này ấy, thì cái âm sắc nó sẽ tốt hơn, tinh chỉnh nó sẽ được nhiều hơn. Đấy. Ở đây nhạc vàng nhưng mà em đang ghép, em nghe trực tiếp từ điện thoại nhé. Đấy, nó lên được như này. Tiếng nó lên rất là hay luôn. Sansui 2000 Solid State. Đấy, anh em dùng thì đừng ngần hai cái này nhé. Hai cái này là một cái nó là filter, nó là cái lọc trầm và cao. Tức là ấn vào này thì tiếng nó sẽ cắt bớt cái tiếng giải cao đi một chút bên này, còn đây là cắt bớt giải trầm đi một chút. Đấy, nó gần như kiểu lao lớt là cắt giảm âm thanh của toàn bộ hệ thống của âm ly, còn hai cái này là của tần số rồi, nó lọc bớt đi. Đấy. Còn bát tép ở đây nhá, bát này tép nó ghi cái này là L là loa trái, là cái ngoài này, R loa phải là phần to là cái trong, thì khi mình vặn là nó vặn luôn cả hai. Còn hoặc là các bác tách riêng được. Đấy, tách riêng thì nó các bác phải giữ các bác vặn, nhưng mà thường là người ta sẽ vặn cân. Đây là speaker, là loa. Đấy. Và để cho nó đẹp thì mình sẽ cắm cổng tape monitor để nó lên đèn. Còn nếu mà không dùng tape monitor thì dùng đường aux thì đèn nó sẽ không sáng, nhìn nó sẽ không đẹp. Đấy. Đầu loa thì như này nhá, em hướng dẫn cho các bác luôn. Nhân tiện các bác nhìn đây nhá, các bác nhìn này, đây là em đấu tạm để gọi là thử thôi. Thì các bác hình dung nhá, đầu tiên là đường vào là em đứng cắm đường tape mon này monitor đấy, nó biết tắt. Đấy, cắm đường nào thì chuyển đường đấy. Còn rack nó là thu nhá, mình phải cắm đường trên này. Đấy, còn loa thì cắm, các bác lưu ý là ghi đây là stick loa A này, loa A này, đây là loa trái của A, loa phải của A, chứ không phải là các bác cắm cái này với cái này đâu nhá. Nhiều bác sẽ cắm cái này chuyển sang cái này, xong rồi cũng bật, nhưng mà ở trên các bác bật A cộng B thì nó vẫn ra hai cặp, nhưng mà đánh như thế thì vô hình dung là các bác chỉ chơi một vế công suất thôi. Rất nhiều bác bị thế rồi. Với những cái thiết kế như này thì thực ra bây giờ nói thì nói chung là nó cũng hơi bị không hợp lý lắm. Nhưng mà bây giờ cổ ngày xưa có những con nó thiết kế thì mình chấp nhận thôi. Nhưng mà người ta ghi rất là rõ rồi, mình cắm thì mình cứ theo chỉ dẫn. Nhá, người ta ghi hàng này. Em nói lại này. Đây là right speaker, tức là loa phải, được chưa? Đấy, left speaker là loa trái, được chưa? Đấy, loa phải thì ở dưới đấy thì có loa phải của cầu A, đúng chưa? Loa phải của cầu B, đúng chưa? Đây là loa phải, loa trái của cầu A, loa trái của cầu B. Và đương nhiên bây giờ mình đang nghe cặp A, mình phải đấu như thế này. Và đương nhiên là phải đấu đúng âm dương nhé. Nó đã âm này, dương này. Các bác chỉ vặn này ra, nhưng mà đây là em làm quay trong mấy phút thôi, thì cho nên em làm này. Còn các bác tốt nhất là các bác quấn nó gọn mà, đừng để cái dây nó tòe hai lại chập nhau là nó sẽ bị cháy. Nó om là nó sẽ bị cháy, rất là nguy hiểm. Cho nên không được làm chập như nữa. Bắt ốc ra xong rồi bắt chặt vào, đừng để nó mu ve. Đấy. Giới thiệu sơ qua với anh em thế nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.